Xin chào các bạn, mình là Linh, đây là kênh chia sẻ giáo dục của mình. Mình đến đây để hướng dẫn cho các bé cũng như là giảm thiểu gánh nặng cho bố mẹ. Và để hiểu rõ hơn về mình, xin mời xem Linh mô tả ở dưới đây. Và ngày hôm nay mình xin giới thiệu đó chính là bài học về hình học và ba chiều, là thế nào để các bé học lớp 1 có thể nhận biết được bằng cả tiếng Anh cũng như là bằng tiếng Việt, bằng cả ngôn ngữ cũng như là bằng cả hình dạng của các hình. Và ở tiếng Anh và tiếng Việt thì chúng ta sẽ gọi nó là hình học ba chiều. Từ về ba chiều ta còn gọi là three dimensional figures hay là the solids. Thì mọi người sẽ có một bài tập và thử xem là đâu là hình nón này, đâu là hình trụ này, đâu là hình cầu này, hình lập phương cũng như là hình hộp. Và 10 giây cho mọi người để suy nghĩ. Mọi người nhớ là gì ạ? Dừng video là cái này lại ạ. Và chào các bạn, bây giờ chúng ta sẽ xem lại là với bài này là hình này là hình nào. Ngay hình đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy là đây là một hình cầu. Một hình cầu chúng ta sẽ sử dụng từ đó chính là sphere. Hình số 2 là một hình hình hộp. Hình hộp chúng ta sẽ gọi là cuboid. Hình tiếp theo là hình nón chúng ta sẽ gọi là cone. Hình cuối cùng, gần cuối cùng mà chúng ta sẽ có hình hình lập phương. Hình lập phương chúng ta sẽ có từ lập phương quá dễ rồi, cube. Và hình cuối cùng là hình khó nhất ạ, nhìn hơi khó một chút ạ, đó là hình trụ ạ. Hình trụ chúng ta sẽ gọi là cylinder. Và tiếp tục là tương tự như vậy, chúng ta sẽ có một bài luyện tập để biết được là cái hình ở dưới đây sẽ được tạo thành được bao nhiêu hình cầu này, bao nhiêu hình nón này, bao nhiêu hình lập phương này. Và mọi người sẽ có khoảng tầm 2 phút để làm bài này ạ. Và chúng ta sẽ cũng vẫn lại dừng lại cái video này và mình sẽ come back lại chắc là trong 1-2 phút thôi. A few moments later. Chào các bạn, là chúng ta mình lại quay lại với các bạn đây. Và các bạn có thể nhìn thấy rằng là đây chúng ta sẽ có là hai hình nón. Một hình hai nón này, một hình cầu và một hình hộp. Hai hình nón ở đây chúng ta sẽ có là gì ạ? Two cones. Một hình cầu chúng ta sẽ có gì ạ? One sphere. Và một hình hộp thì chúng ta sẽ có là one cuboid. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ có hình số 2. Hình số 2 này thì các bé sẽ có thể là bị nhầm đấy ạ. Mình nhầm, nhưng thực nhầm là hình hộp. Nhưng thực tế nó sẽ được tạo thành bằng 6 hình lập phương, một hình trụ và một hình nón. 6 hình lập phương thì rõ ràng chúng ta có thể là gì ạ? 6 cubes. Tiếp nữa chúng ta sẽ có một hình trụ là gì? One cylinder và one cone. Tiếp hình cuối cùng chúng ta sẽ thấy là có hai hình trụ này, hai hình cầu này và một hình hộp này. Vậy chúng ta sẽ có hai hình cầu sẽ là gì ạ? Two sphere. Hai hình trụ, two cylinders. Và một hình hộp, one cuboid. Và rất mong là các bạn có thể là gì ạ? Học được có cái các cái tiếng Anh, tiếng Việt cũng như là các bé có thể nhận biết được các cái hình dạng của về hình học đối với cả các nước, đặc biệt đối với các bạn lớp 1 vừa mới bước chân bỡ ngỡ vào trong các trường học. Và rất mong là mọi người, nếu mà không, các bé vẫn còn chưa hiểu được, mà có thể là bố mẹ có thể bật đi bật lại cho các bạn xem. Và rất mong là gặp lại các bạn trong các buổi học tiếp tới. Chào các bạn.